Hà Giang, đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra, tạm giữ sản phẩm là quần áo giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Chanel, Gucci. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị trấn Vị Xuyên đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh quần áo Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ chợ trung tâm thị trấn Vị Xuyên. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh đang trưng bày để bán 117 sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam gồm Adidas, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, trên LV, Balenciaga, Dior. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Đội quản lý thị trường số 2 lập biên bản kiểm tra, ghi nhận kết quả kiểm tra và tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đắk Lắk phát hiện xe tải vận chuyển gần 700 bao thuốc lá điếu nghi nhập lậu. Vào lúc 05 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022, thông qua nguồn tin báo tại trung tâm huyện Buôn Đôn, đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1 thuộc cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát số 47C-234.14 do tài xế Trần Văn Được, trú tại thôn 2A, xã Yên Nang, huyện Tương Ga điều khiển. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên ô tô vận chuyển 690 bao thuốc lá Z. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không chứng minh được tính hợp pháp của số thuốc lá nói trên. Trên bao bì thuốc lá không có tem thuốc lá và thông tin cảnh báo. Theo thông tin khai với đoàn kiểm tra, tài xế mua số thuốc lá này về huyện Yên xuất bán kiếm lời. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong và đưa toàn bộ số thuốc lá về trụ sở đội để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Sơn La hoàn thành chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 của lực lượng quản lý thị trường. Tích cực hưởng ứng chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 của lực lượng quản lý thị trường do Tổng cục Quản lý thị trường phát động tại công văn số 181/TC-QLTTVBTC ngày 11 tháng 2 năm 2022, ngày 14 tháng 2 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 60/TC-QLTTTCHC về việc phát động chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 của lực lượng quản lý thị trường. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giáo dục truyền thống sâu sắc, thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành công thương, 14 tháng 5 năm 1951 đến 14 tháng 5 năm 2022, kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường, 3 tháng 7 năm 1957 đến 3 tháng 7 năm 2022, gắn với việc triển khai phát động phong trào, kế hoạch thi đua trong năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã trồng 1.460 phân bổ theo vị trí địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La. Cụ thể, xã Đông Sang Mộc Châu trồng 200 cây ban trắng và mai anh đào, xã Mường Thái Phú Yên trồng 200 cây ban trắng, xã Nẵm Măng Sông Mã trồng 300 cây gỗ lát, xã Chiền Khai Quỳnh Nhai trồng 180 cây ăn quả, 70 thông lá kim, xã Mũi Nội Thuận Châu trồng 50 cây ăn quả, xã Chiền Ngân thành phố trồng 210 cây trám xanh, xã Cò Nòi Mai Sơn trồng 50 cây gỗ tết, 100 cây gỗ dổi, xã Chiền Bằng Yên Châu trồng 100 cây gỗ dổi. 100% số cây trồng được chọn lọc cẩn thận, có chất lượng, khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, được bàn giao trực tiếp cho chủ hộ quản lý đất rừng chăm sóc, có xác nhận của chính quyền địa phương. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hiến máu an toàn, không ngại Covid-19. Bên cạnh đó là những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890 đến 19 tháng 5 năm 2022. Cà Mau tổ chức hội thảo về sở hữu trí tuệ, cách nhận biết sản phẩm chính hãng. Thực hiện kế hoạch số 2/KHCQLTT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau về việc tổ chức hội thảo tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 2022. Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp với công ty Bác, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Nón Sơn tổ chức buổi hội thảo về sở hữu trí tuệ, cách nhận biết hàng thật, hàng giả. Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng lậu. Hội thảo cũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phối hợp phòng chống hàng giả đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong và ngoài tỉnh, kịp thời cập nhật các chính sách, quy định pháp luật mới được ban hành.